Mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình thay mặt cho kênh Pháp Thái TV đến phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, đến nhà anh Chí gặp anh Chính để giao lưu và gửi đến các bạn một số loài hoa mẫu đơn nha các bạn. Rồi, mình dần dần mình đi vào chi tiết để mình gặp anh Chính để báo giá cho các bạn nắm cụ thể. Rồi, ngọc như ý quá nhiều nè các bạn ơi. Chủ yếu là một số trang giống và trang lứa nha các bạn. Rồi, xin chào anh Chính, anh Chính ơi. Xin chào bà con nhé. Hôm nay rất vui được gặp lại bà con trên kênh Pháp Thái TV. Thì hôm nay cũng như thường lệ thôi, mình thay mặt cho chủ vườn có một số cam giao lưu cùng bà con mình ha. Thì cũng mong bà con mình ủng hộ. Thì ở đây nói là lại luôn là chương trình bao xếp cũng như thường lệ với bà con. Trên nhà mình 300 ngàn trở lên thì ở đây bao xếp. Mình cứ 300 ngàn bà con cũng xếp cho mình ha. Rồi, bà xếp với cái đơn hàng từ 300 ngàn ha anh, dưới 300 ngàn bà con phụ tiền xếp. Cái dạ. 300 ngàn trở lên thì đây được bao xếp luôn, cái nhà luôn. Rồi, để không mất thời gian đi vào chi tiết cây số 1 đi anh. Rồi, trước hết là cây số 1 cho bà con, cây số 1 là cây cam dạ hoa. Dạ. Đây, bông rực rỡ các bà con. Rồi, cho xin thông số đi anh Chính. Xây ra đây đi, đây. Rồi, chiều cao là 54 nha bà con, tán ra thì 45. Cam dạ hoa, bông rất là đẹp nha bà con. Bông đổi màu dạ quang tuyệt vời luôn. Rồi để đo cái thân cho bà con coi. Rồi nó được 3,5 phân bà con ơi, mình thân là 3,5 phân. Rồi cho xin giá cây cam dạ quang mã số 1 luôn nè. Cam dạ quang mã số 1 này có giá là 120k thôi bà con ơi. 120k, rồi đổi cây luôn anh. Mã số 2 là cái phụng hoàng lửa nha bà con. Phụng hoàng lửa, cây này đúng là hình phụng hoàng luôn nha bà con. Cái dáng cũng như vậy luôn, dáng như con phụng hoàng luôn bà con. Cái này quá đẹp rồi bà con luôn. Đấy. Rồi, cho xin thông số đi anh. Rồi, để xây cái này rồi. Rồi. Chiều cao nó là 39, tán ngang thì 41. Cây có một, đang có búp này nha bà con. Đang búp nụ lên dài hết rồi. Rồi cho xin cái hoành gốc luôn đi anh. Cây này cây thần chậu từ nhỏ tới lớn nha bà con. Rồi hoành gốc nó được 4 phân nha bà con, 4 phân đúng luôn. Thoát thân anh. Thoát thân thì 5 cm bà con. Rồi cho xin giá cây phụng hoàng lửa này luôn anh. Phụng hoàng lửa mã số 2 này có giá là 350k. Thì 350k thì bao xíu thì tới nhà cho bà con luôn. Rồi đổi cây luôn anh. Mã số 3 là cây kiếm sen Vĩnh Châu. Đang cho hoa nha bà con. Cây một cốt lên được 4 nhánh ha. 4 nhánh thì có 3 nhánh có nụ hết rồi. Rồi, cho xin thông số rồi. Đây. Chiều cao nó được 45, tán ra thì 27. Cây bất nụ hết nha bà con. Rồi, cái quỳnh thân này 3,5 phân bà con ơi. Hình gốc 3,5 phân, một cốt nha bà con, đưa lên đưa 4 tược, cây rất có duyên ạ, cây lùng bonsai đẹp. Rồi cho xin giá luôn lên chứ. Giá cho mã số 3 có giá là 150k hả bà con ơi. 150k, rồi đổi cây luôn anh. Mã số 4 là phụng hoàng cam. Phụng hoàng cam mã số 4. Rồi cho xin thông số đi anh. Rồi, chiều cao là 28, tán ngang 32. Bông phụng hoàng cam quá đẹp luôn. Nó giống như cái bông giả luôn. Rồi, cho xin thông số cái hoành gốc luôn đi anh. Rồi, hoành gốc nó được 3 phân bà coi. Rồi, cho xin giá thầy phụng hoàng cam này luôn nha. Phụng hoàng cam mã số 4 có giá là 140k. 140k, rồi đổi cây luôn anh. Mã số 5 là cây phụng hoàng lửa. Phụng hoàng lửa, cây này tàn tròn như trái banh luôn nha bà con. Tuyệt vời luôn, tán ra đi. Rồi, cho xin thông số luôn đi anh. Chiều cao là 38, tán ngang 31.
Đây này cái gốc nó còn sâu ở dưới nha bà con. Rồi cho xin cái thông số cái hoành gốc luôn đi anh. Rồi hoành gốc nó được 3,5 phân nha. 3,5 phân. Rồi cho xin giá cây phụng hoàng lửa. Rồi phụng hoàng lửa mã số 5 này có giá là 250k thôi bà coi. 250k. Rồi đổi cây luôn anh. Mã số 6 là cây ngọc như ý. Ngọc như ý, cây này cây lứa nha bà con. Lứa giống nha bà con. Cây giống nhưng mà nó lâu rồi nó thành cây lứa rồi. Rồi cho xin thông số đi. Rồi chiều cao là 38. 38cm chiều cao. Quần thân thì bằng đầu đũa ăn nha bà con. Rồi cho xin giá ngọc như ý luôn đi. Rồi ngọc như ý mã số 6 có giá là 120k cho một cây. 120k cho một cây. 120k nha bà con. Rồi đổi cây luôn anh. Mã số 7 là cây đỏ nhung cẩm thạch. Đỏ nhung cẩm thạch. Rồi cho xin thông số luôn đi anh. Rồi chiều cao là 34 luôn. Bằng đỏ lá cẩm thạch rất là đẹp nha bà con. Quanh thân thì bằng cái đầu đũa ăn luôn. Rồi cho xin giá đỏ nhung cẩm thạch. Đỏ nhung cẩm thạch mã số 7 có giá là 60k cho một cây luôn. 60k cho một cây. Rồi đổi cây luôn anh. Mã số 8. Mã số 8 là cây cẩm thạch sọc hồng. Cẩm thạch sọc hồng. Còn một bông, hai bông. Rồi cho xin thông số thôi anh. Rồi chiều cao là 39. Tán ngay cũng vậy luôn, 39 luôn bà con. Cho xin xem cái bông này, cẩm thạch sọc hồng. Bông rất là đẹp nha bà con. Rồi cái hoành thân này thì nó nhỏ hơn điếu hay đôi tí nha bà con. Một cốt thoát thân bung vàng rất là đẹp. Rồi cho xin giá cẩm thạch sọc hồng luôn anh. Cẩm thạch sọc hồng mã số 8 này có giá là 90k nè bà con. 90k. Rồi đổi cây luôn anh. Mã số 9 là cây phụng hoàng kim. Phụng hoàng kim. Một cây 2 tược và một cây 3 tược. Rồi cũng có 3 cây nha. Rồi cho xin thông số đi anh. Rồi chiều cao được 36. 36cm. Quá trời cái nụ nó nở rồi con. Rồi cái hoành thân này thì nó bằng điếu gốc cây rô nha bà con. Cây này dòng nha luôn. Một cây 2 tược và một cây 3 tược nha bà con. Bà con lấy cây nào cũng được. Rồi cho xin giá phụng hoàng kim này luôn nha. Phụng hoàng kim mã số 9 này có giá là 50k cho một cây luôn bà coi. 50k cho một cây. Rồi đổi cây luôn anh. Mã số 10. Mã số 10 là cái phụng hoàng cam. Phụng hoàng cam mã số 10. Rồi cho xin thông số đi anh. Rồi chiều cao là 28. Chiều cao 28cm phụng hoàng cam. Có một cây đang bứt nụ nè bà con. Cái hoành gốc cái hoành gốc này thì nó nhỏ hơn dưới thuốc lá mình tí nha bà con. Giờ cho xin giá phụng hoàng cam này luôn. Rồi, đi anh. Phụng hoàng cam mã số 10 có giá là 60k cho một cây luôn. 60k cho một cây. Rồi đổi cây luôn anh. Mã số 11 là phụng hoàng lửa. Một cây một cốt thẳng và một cây được 4 tược ha. Một cây 4 tược, một cây 1 tược. Rồi chiều cao trung bình là 34 bà con. 34 chiều cao bà con. Cái hoành thân này thì nó lớn hơn con đúc mình tí bà coi. Rồi. Rồi cho xin giá phụng hoàng lửa luôn anh. Rồi phụng hoàng lửa mã số 11 thì có giá là 60k cho một cây luôn. 60k cho một cây. Rồi đổi cây luôn anh. Rồi tiếp tục bên chính thôi. Rồi, tiếp theo là mã số 12 nha bà con. Mã số 12 là cây phụng hoàng cam. Phụng hoàng cam, một cây thấp một cây cao. Cây thấp thì tàn tược nó hơi nhiều hơn ha anh. Rồi cho xin thông số đi anh Chính. Rồi hai cây luôn cho con lắm luôn. Cây thấp này có chiều cao là 49 nha bà con. Còn cây cao thì được 59. Cây cao nó cao hơn một tấc mà nó ít tàn tược ha. Cây thấp thì nó hơi dày ha nha bà con. Chơi lâu dài thì chơi cây cao, chơi liền thì chơi cây thấp. Cái hoành gốc anh. Hoành gốc này thì nó lớn đứa thuốc lá tí bà coi. Cây này cũng già cây nha bà con, lây quay cửa bông. Rồi cho xin giá phụng hoàng cam này luôn nha. Phụng hoàng cam mã số 12 này có giá là 80k cho một cây luôn bà coi. Rồi đổi cây luôn anh. Mã số 13 là phụng hoàng kim ha. Phụng hoàng kim. Một cây thấp một cây cao. Cây thấp cây cao nữa. Cái mỗi cây được có cái giá khác nhau.
đẹp khác nhau mà coi. Rồi cho xin thông số Phụng Hoàng Kim đi anh. Rồi chân thấp này coi đi nghe đây. Cây thấp thì được chiều cao là 58, còn cây cao thì chiều cao là 66. Cây 58, cây 66, Phụng Hoàng Kim. Rồi cái hoành gốc anh. Rồi hoành gốc này nó cũng lớn hơn đứa thuốc lá mình một tí luôn bà con. Cây này cũng già cây nha bà con. Rồi cho xin giá Phụng Hoàng Kim luôn anh. Rồi Phụng Hoàng Kim mã số 13 này có giá là 80k cho một cây luôn. Rồi đổi cây luôn anh. Mã số 14. Mã số 14 là cây vàng kép. Vàng kép cây giống nha bà con. Rồi cho xin thông số vàng kép đi anh. Rồi chiều cao vàng kép thì có chiều cao là 45. 45cm. Cái hoành gốc thì bằng đầu đũa anh. Rồi cho xin giá luôn đi anh. Rồi giá mã số 14 có giá là 30k cho một cây luôn. Rồi đổi cây luôn anh, vàng kép. Mã số 15 là cây đỏ kép. Xét xét rồi à, hai cây đang bút nụ hết nha bà con. Rồi cho xin thông số đi anh. Rồi chiều cao là 12. 12cm, đỏ kép đang bút nụ hết. Rồi báo giá đỏ kép luôn đi anh. Đỏ kép mã số 15 này có giá là 30k cho cây luôn bà con. 30k cho một cây, rồi đổi cây luôn anh. Mã số 16 là cây Mỹ đỏ đuôi phụng. Ừ, cây này có phong quá đẹp nha bà con. Mỹ đỏ đuôi phụng. Rồi cho xin thông số đi anh. Chiều cao là 45. Tán ngang 28. Quỳnh gốc anh. Thấp phân 11, quanh gốc thì bằng đứa thuốc lá. Cây này có phong đẹp lắm nha mà con. Mỹ đỏ đưa phụng. Rồi cho xin giá cây Mỹ đỏ đưa phụng luôn anh. Mỹ đỏ đưa phụng mã số 16 có giá là 90k bà con. 90k rồi đổi cây luôn anh. Mã số 17 là cây giam sọc thiền giam. Cây 1 tợp và 1 cây 2 tợp, ai lấy cây nào cũng được. Này giới thiệu đại khái thôi, cái số lượng vẫn còn nha bà con. Cây thấp là chiều cao là 28 bà con ơi. Cây 28, cây 30 à. Số lượng thì vẫn còn, bà con có cần lấy thêm thì lấy ở ngoài vô thêm. Cây này thì hoành thân bằng đầu dao gốc thôi nha bà con. Rồi, cho xin giá vàng sọc Tiền Giang luôn đi anh. Tiền Giang mã số 17 này có giá là 50k cho một cây luôn. Rồi, đổi cây luôn anh. Mã số 18 là cái vàng sọc xà cừ. Vàng sọc xà cừ mã số 18. Rồi cho xin thông số đi anh. Chiều cao là 33, còn cây cao bên này thì 43. Do cây thấp này nó có bông, thành thử ra nó nuôi bông cái chiều cao thấp hơn nha bà con. Vàng sọc xà cừ bông rất là. Rồi cái hoành thân này nó nhỏ cái ống đốt mình tí nha bà con. Rồi cho xin giá vàng sọc xà cừ luôn anh. Xà cừ mã số 18 có giá là 30k cho một cây luôn. Rồi đổi cây luôn anh. Mã số 19 là vàng sọc cánh bầu. Rồi cho xin thông số luôn anh. Chiều cao là 38 rồi coi. Chiều cao 38cm. Rồi gốc thì bằng cái đầu đũa ăn mình nha bà con. Rồi cho xin giá vàng sọc cánh bầu luôn anh. Vàng sọc cánh bầu mã số 19 có giá là 30k cho một cây luôn. Rồi đổi cây luôn anh. Mã số 20 là cây hồng phấn sữa. Hồng phấn sữa đang cho qua. Rồi cho xin thông số đi anh. Rồi chiều cao là 42, tán ngang 33. Cái bông hồng phấn sữa rất là ngọt nha bà con. Hoành gốc thì bằng lớn luôn tí bà coi. Đây. Cây mọc tốt, cây thành chậu nha bà con. Rồi cho xin giá cây hồng phấn sữa luôn hồng anh. Hồng phấn sữa mã số 20 có giá là 60k thôi bà coi. 60k rồi đổi cây luôn anh. Mã số 21 là tiến sen Vĩnh Châu. Cây tiến sen Vĩnh Châu. Cây này bộ rễ rất đẹp nha bà con. Cây bonsai lỏa bà con ơi. Thấy nó rất đẹp. Rồi cho xin thông số đi. Đây, chiều cao là 60 bà con ơi. Tán ngang anh. Tán ngang 42. Cây hàng bút nụ nè bà con. Đấy, bộ đế này rất đẹp nha bà con. Nó như hình thú nha. Hôm nay cũng ngầu nha. Giờ anh cho xin thông số đi anh.
Rồi 4,5 bà con ơi. Bình thân ở dưới này lớn lắm nha bà con. Cái đó đo lên thao lên bà con, còn dưới này nó cứ lỗi liên tục lớn. Chậm chậm tới nha, cho bà con nhìn cái đế nó vô rõ nha. Rồi cho xin giá cây tiến sen Vĩnh Châu này luôn. Rồi tiến sen Vĩnh Châu mã số 21 với giá là 250k luôn bà con. 250k, rồi đổi cây luôn anh. Mã số 22 là cây vàng son Cần Thơ. Vàng son Cần Thơ. Một cây thấp và một cây cao thì ít tợt hơn chút nha bà con. Đây quá sung rồi. Rồi cho xin thông số vàng son Cần Thơ đi anh. Rồi chiều cao là 73 bà con ơi. Cây thấp 73, cây cao có thể cây được cao 80 nha bà con. 80. Cây cao, cây này tương lai nha bà con. Cây cao thì nó tương lai về sau. Còn cây thấp thì chơi sớm thì chơi cây thấp. Rồi cái quanh gốc thì bằng như điếu thuốc hay rôi nha bà con. Rồi cho xin giá vàng son Cần Thơ này luôn nha. Vàng son Cần Thơ mã số 22 này có giá là 120k cho một cây luôn. Rồi đổi cây luôn anh. Mã số 23 là tím sen Vĩnh Châu. Tím sen Vĩnh Châu, hai cây chân dài. Hai cây này hàng tương lai nha bà con. Một cặp xứng luôn á. Ai chơi một cặp thì chơi cây này, để hai bên nhà là hết sảy rồi. Rồi chiều cao là 84 nha bà con. Chiều cao 84 cm. Cây quá sung, cây này hai cây một cặp rất là xứng luôn nha bà con. Đang đẻ tàn vợt, đang cái độ phát triển rất là tốt. Rồi quanh gốc là 3,5 bà con ơi. Quanh gốc 3,5. Cây đế còn lúc ở dưới nha bà con. Cây này thần chậu từ nhỏ đến lớn nha bà con. Cặp tiếng sen Vĩnh Châu này ai chơi tương lai thì lấy nguyên cặp này, đừng lấy một cây ổn lắm nha bà con. Rồi cho xin giá luôn anh. Rồi giá cho mã số 23 này có giá là 150k cho một cây bà con ơi. 150k cho một cây. Rồi đổi cây luôn anh. Mã số 24 là Phụng Hoàng Cam. Phụng Hoàng Cam mã số 24. Cây này cây riêng thần chậu từ nhỏ tới lớn luôn nha bà con, chứ không phải như cây rép giá trị rất nhiều hơn, rất cao hơn cây rép nha bà con. Rồi chiều cao là 50 chẳng nha bà con. Tán ngang thì 45. Rồi cho cái quanh gốc luôn anh. Quanh gốc là 4 phân bà con ơi. Cây cũng thần chậu từ nhỏ đến lớn nha bà con. An tâm, trồng khỏi sợ mất sức gì hết. Rồi cho xin giá cây Phụng Hoàng Cam này. Rồi, luôn Phụng Hoàng Cam mã số 24 có giá là 200k luôn bà con. 200k, rồi đổi cây luôn anh. Mã số 25 là cây Phụng Hoàng Lửa. Phụng Hoàng Lửa mã số 25. Cây tàn quá đẹp. Cây tàn đều đẹp, không là quá đẹp luôn. Rồi cho xin thông số đi anh. Rồi chiều cao là 47, tán ngang 42. Đây, đang nở cái bông nè bà con, quá tuyệt vời. Như thế nào? Quanh gốc là 4 phân. Quanh thân là 4 phân, cây này già, cây nuôi thần chậu lâu đời từ nhỏ tới lớn nha bà con. Nuôi trên chậu nó rất là chậm lớn nhưng mà trồng thì nó rất là bảo đảm. Rồi cho xin giá cây Phụng Hoàng Lửa này luôn nè. Rồi Phụng Hoàng Lửa mã số 25 này có giá là 300k bà con ơi. 300k. 300k bao ship về tới nhà cho bà con luôn. Rồi đổi cây luôn anh. Mã số 26. Mã số 26 là cây Phụng Hoàng Cam. Phụng Hoàng Cam đang cho qua. Mã 26. Rồi cho xin thông số đi anh. Chiều cao được 28, tán ngang thì 36. Còn Phụng Hoàng Cam cây này bớt nụ còn nhiều lắm nha bà con. Rồi cho xin cái quanh gốc luôn nha. Cái quanh gốc thì nó lớn hơn cái đứng hay đâu mình tí rồi coi. Rồi cho xin giá cây Phụng Hoàng Cam này luôn đi anh. Phụng Hoàng Cam mã số 26 có giá là 130k. 130k, rồi đổi cây luôn anh. Mã số 27 vẫn là một cây Phụng Hoàng Cam luôn bà con ơi, bông rực rỡ hết rồi. Đang là bấp nhiều lắm nha bà con. Đó, hai bông trổ luôn. Rồi, cho xin thông số luôn anh.
Rồi chiều cao là 37, tán ngang 36. Hoành thân thì lớn hơn điếu thuốc lá một tí. Rồi cho xin giá cái phụng hoàng cam luôn không? Rồi phụng hoàng cam mã số 27 có giá là 130k luôn bà coi. 130k luôn bà con ơi. Rồi. Mã số 28 là cái phụng hoàng lửa. Phụng hoàng lửa quá trời, cây này tường tàn tật rồi bà con ơi. Cây bonsai lỏ rất là đẹp luôn. Xây ngang ngang lại đo cái. Rồi đo cho xin thông số đi anh. Rồi chiều cao là 58 nha bà con. Tán ngang thì 28. Quá trời, cây này nó dày đặc tàn chứ không biết bao nhiêu mà nói bà con, mười mấy tợt á. Rồi cái quanh gốc này nữa bằng điếu hero mình bà con. Ừ, cây này nó già cây lắm nha bà con, cây này về là chỗ bông theo luôn à. Giờ cho xin giá cây phụng hoàng lửa luôn anh. Phụng hoàng lửa mã số 28 có giá là 130k luôn. 130k, rồi đổi cây luôn anh. Mã số 29 cũng là phụng hoàng lửa luôn. Phụng hoàng lửa, hai cây này một cặp cũng tương đối nha bà con. Tàn tựa cũng đầy hết như trơn à. Rồi cho xin thông số chiều cao đi anh. Rồi chiều cao là 54, tán ngang là 24. Cây này với cây kia một cặp là ngang nhau luôn đó nha bà con. Quá tàn tựa. Cái quanh gốc này thì nó lớn hơn điếu thuốc lá một tí bà con ơi. Cây này già cây nha bà con. Nắng một cây trước chút. Rồi cho xin giá cây phụng hoàng lửa này luôn. Rồi, nha. Phụng hoàng lửa mã số 29 này cũng có giá là 130k luôn bà con. 130k luôn, rồi đổi cây luôn anh. Mã số 30. Ai xài một cặp thì lấy hai cây phụng hoàng lửa này luôn mã nha bà con. Mã số 30 là cây pháp hường. Pháp hường. Cô gái chân dài. Rồi xin thông số đi anh. Rồi chiều cao là 85. Dòng này bông rất là lâu tàn mà lớn đấy nha bà con. Dòng pháp. Bông pháp hường. Quá đẹp luôn. Quanh gốc anh. Quanh gốc thì bằng điếu thuốc lá bà coi. Rồi cho xin giá cây pháp hường luôn anh. Rồi pháp hường mã số 30 này có giá là 80k thôi bà con ơi. 80k rồi đổi cây luôn anh. Mã số 31 là cây tím sen Vĩnh Châu. Tím sen Vĩnh Châu, hai cây này ghép một cặp cũng tương đối luôn nha bà con, cũng đẹp luôn. Rồi cho xin thông số đi anh. Rồi đo cây nắp được thôi. Cây nắp được 74 nha bà con. Cây cao nhóng hơn vài phân nha bà con. Cây đang phát triển, đang bung tược. Cây nào cũng vậy hết trơn. Hai cây này ai có xài thì lấy một cặp luôn nha bà con. Rồi quanh thân thì nó lớn là cái điếu thuốc lá tí nha bà con. Con cây này bộ đế đẹp quá. Cây này thì đế còn lúc ở dưới không biết sao. Rồi cho xin giá tím sen Vĩnh Châu này luôn đi anh. Tím sen Vĩnh Châu mã số 31 này có giá là 120k cho một cây luôn. 120k cho một cây, rồi đổi cây luôn anh. Mã số 32 là phụng hoàng lửa. Phụng hoàng lửa đẹp đẹp không bà con ơi. Quá, wow, phụng hoàng lửa này có bông quá dữ rồi. Đỏ như lửa luôn. Rồi chiều cao là 49 nha. Tán ngang thì 35. Quá bông nào bông nấy, nó tồ và nái luôn. Hết tồ mà. Cây này quá sung, bông quá lớn bà con ơi. Cây thần chậu. Rồi hoành thân thì 3,5 bà con ơi. 3,5 hoành thân. Đế còn ở dưới nha bà con, chưa có khai thác. Cây thần chậu luôn. Rồi cho xin giá cây phụng hoàng lửa này luôn anh. Phụng hoàng lửa mã số 32 này có giá là 300k. 300k là bao ship tới nhà cho bà con luôn. Rồi đổi cây luôn anh. Mã số 33. Mã số 33 là cây phụng hoàng cam. Phụng hoàng cam. Cũng đang cho qua luôn nha bà con, cây thần chậu. Rồi, chiều cao là 43. Tán ngang 38. Phụng hoàng cam bông rất là đẹp. Rồi, hoành thân nó được 3,5 thôi bà con ơi. 3,5 hoành thân, cây này già cây lắm nha bà con. Cái form cũng đẹp luôn.
Rồi cho xin giá cái phụng hoàng cam luôn anh. Phụng hoàng cam mã số 33 này có giá là 160k luôn bà coi. 160k rồi đổi cây luôn anh. Mã số 34 là cây phụng hoàng lửa. Phụng hoàng cam tiếp tục. Phụng hoàng cam tiếp tục. Hai. Cái này ghi lộn nha. Hai. 34 ha. 34. Ừ, cũng đang cho qua cây bonsai. Rồi chiều cao là 32. 8028. Ừ, đây phụng hoàng cam cái bông mới nở nè bà con. Cái hoành thân thì nó lớn điếu thuốc lá mình nha bà con, thấy cây này tàn gọn đẹp quá. Rồi cho xin giá cây phụng hoàng cam này luôn nha. Phụng hoàng cam mã số 34 có giá là 150k luôn bà coi. 150k rồi đổi cây luôn anh. Mã số 35 là cây tím cây Vĩnh Châu, đâm nụ đều hết rồi bà coi. Không cho nè, được đâu cũng có nụ cho nha. Cây này về tới nhà vài bữa là chỗ luôn. Rồi chiều cao là 70. 8028. Nụ đây chậm đi anh. Nụ rất là nhiều nụ nha bà con. Hoành thân 3 phân rưỡi. 3 phân rưỡi. Cây này vẫn cây thần chậu nha bà con. Không có hai thác đế. Dưới chung không biết sao. Rồi cho xin giá cây tím sen Vĩnh Châu này luôn đi anh. Cây Vĩnh Châu mã số 35 có giá 160k luôn. 160k rồi đổi cây luôn anh. Mã số 36 vẫn là một cây tím sen Vĩnh Châu nữa ha anh. Cây này to hơn. Cây này thì chưa có bông bà con ơi. Có 1-2 nụ à. Rồi cho xin thông số đi anh. Rồi chiều cao là 73 nha. Sáng ngang thì 47. Cái này về bà con dựng cái đọt này hai lại cho nó đứng nhẹ cái đọt này chút nha bà con. Nó hơi nghiêng để chậu lâu nè. Rồi quanh thân là 4 phân rưỡi bà con ơi. Quá cây này cái củ bự nha bà con. Cái đó là tính ngang cổ này nha bà con. Dưới là to hơn nha. Này, cái rễ cũng quái á. Rồi cho xin giá cây tím sen Vĩnh Châu này luôn đi anh. Rồi tím sen Vĩnh Châu mã số 36 có giá là 200k hả bà con. 200k mã số 36 tím sen Vĩnh Châu rồi đổi cây luôn anh. Mã số 37 là cái cam dạ quang. Tiếp tục là cam dạ quang đang cho qua. Quá bông rồi. Rồi cho xin thông số đi anh. Chiều cao là 46. Tán ngang là 33. Cam dạ quang bông rất là đẹp luôn bà con. Cái hoành gốc nó được 3 phân bà coi. Cây một cốt. Thoát thân khoảng 5 cm ha. 5 cm. Rồi cho xin giá cây cam dạ quang này luôn nha. Cam dạ quang mã số 37 có giá là 120k. 120k rồi đổi cây luôn anh. Mã số 38 là cây trang trắng lá trung. Trắng lá trung, cây đang rực qua hết rồi. Rồi cho xin thông số đi anh. Chiều cao là 55. 8040. Quá bông rực ha. Thoát thân là 21. Hoành thân là 5 phân rưỡi. Cây một có cây này rất có duyên nha bà con. Tàn tròn do. Rồi cho xin giá cây trắng lá trung này luôn nha. Trắng lá trung mã số 38 có giá 150k thôi. 150k rồi đổi cây luôn anh. Mã số 39 là cây hồng tím thơm. Rồi cho xin thông số cây hồng tím thơm đi anh. Chiều cao là 70. Tán ngang cũng vậy luôn bà con ơi. Cây này nó cũng sắp sửa có hoa nha bà con. Cây một cốt thần chậu từ nhỏ đến lớn lớn. Rồi hoành thân là 5 phân rưỡi. Rồi cho xin giá cây hồng tím thơm này luôn nè. Hồng tím thơm mã số 39 có giá 150k. Thì mã số 39 này cũng là mã số cuối clip cho bà con. Rồi cuối clip anh Chính gửi đến bà con vài lời đi anh. Cũng xin chân thành cảm ơn bà con ha. Đã tham thể gửi cảm ơn bà con đã ủng hộ trong thời gian qua. Thì cuối cũng xin chúc bà con được một ngày mới tràn nhiều sức khỏe, công việc làm ăn được thuận lợi. Hẹn gặp lại bà con clip sau. Thân mến chào bà con ha. Rồi chào tạm biệt anh Chính nha, mong bà con xem và ủng hộ nhà vườn, rất cảm ơn.